đã theo chân người Pháp vào đất Sài Gòn và trở thành món ăn hấp dẫn không lẫn vào đâu được. Từ người bình dân hay bậc thượng lưu, những bữa ăn sáng thịnh soạn hay qua loa vội vàng, bánh mì là món không thể thiếu. Ở Sài Gòn đi đâu cũng gặp những xe, hàng quán bán bánh mì. Hầu như ở khu dân cư nào cũng có lò bánh mì. Tôi là người ở Nghệ An. Tôi vào đây là năm 2001. Tôi làm bánh mì được 15 năm rồi. Thì hồi xưa tôi lên Buôn Ma Thuột học là làm bằng lò củi. Thì các cái công đoạn trong này cũng giống như lò điện thôi. Chỉ có cái nướng là nó khác. Thì nó vất vả hơn. Củi thì nó nóng hơn. Thì mình chùm. Nhiều khi mình chùm lò mà không đều thì bánh nó ra cháy, lò điện nó vừa sạch sẽ hơn, vừa nó không bị ô nhiễm môi trường. Lò này là của ông Bàn, thì ông kêu về làm tới giờ luôn. Ngày làm được 2 ca, cho ra được khoảng 2,5 ổ. Mới vô là mình canh nước, mình bỏ vô bột, mình nhồi lên thì canh chia ra thành ổ bánh, xe thành ổ bánh rồi đưa qua đây ủ tới giờ nó lên thì vô lò nướng. Thì trong cả con đoàn xe bánh là xe khó nhất thôi, khó khi mình rủ bánh ra thì đều là nó không đều là lớp nó không được đẹp, bánh không căng, nó không đẹp bánh. Quan trọng cái bột nữa, bột tốt thì bánh nó thơm hơn. Thì mình làm cục bột mình làm 100 gram, rồi mình ra là mình đừng có để nổi quá, nó vừa thôi, nó vừa có ruột vừa có vỏ. Ăn bánh mì, ổ bánh mì nó thơm hơn. Ngày nào cũng ăn ổ 2 ổ hết, để cảm giác mình làm nó có đúng ý với mình không. Rồi cái buổi sáng tới làm thì khi mà nướng ra nghe mùi mì thơm đó, nó sảng khoái trong người, mình làm nó thoải mái thì có cái niềm vui mà làm cái nghề này chứ. Bánh mì Sài Gòn có nhiều loại kích cỡ khác nhau tùy nhu cầu sử dụng. Nếu là bánh mì kẹp thịt thì phải là loại ổ cỡ 20 cm. Bánh mì ăn với vịt quay thì phải là loại ổ to 30-40 cm. Ngoài ra còn có bánh mì tròn, bánh mì que, bánh mì baguette. Theo chân những người phân phối, bánh mì đến với người dùng khắp tận trong những hẻm sâu nhất của Sài Gòn. Bánh mì không chỉ là món ăn mà còn là nguồn sống của rất nhiều người. Một buổi sáng giữa thành phố tấp nập và vội vã, được thưởng thức trên tay ổ bánh mì thơm giòn cùng với ly cà phê đậm đà là đã đủ năng lượng để sẵn sàng cho một ngày làm việc tất bật của người dân thành phố Hồ Chí Minh.